Xin chào mừng quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là ngã ba giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, và cách bến xe Mỹ Đình di chuyển khoảng 1 km. Và ngày hôm nay thì Trung Thực Auto muốn giới thiệu cũng như là mời quý anh chị hãy cùng với Trung Thực Auto trải nghiệm về chiếc xe Mercedes E250 sản xuất năm 2018 đang có mặt tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và sau đây, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng lên xe để cùng trải nghiệm với chiếc xe Mercedes E250 trên những cung đường tại thủ đô Hà Nội. Xin mời quý anh chị. Vâng, sau đây xin mời quý anh chị hãy cùng cả Trung Thực Auto trải nghiệm và đánh giá về chiếc xe Mercedes E250 2018 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Điểm đầu tiên chúng ta có thể thấy là sau khi sắt dây đai an toàn thì thay vì chúng ta hãy điều chỉnh và thắt chặt hơn thì chiếc xe Mercedes này sẽ đã có hệ thống dây đai an toàn sẽ giúp cho chúng ta định vị một cách là tốt nhất, đúng không ạ? Cho cái phù hợp với cả vị trí cơ thể của chúng ta. Điểm thứ hai nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là xe có tới là nhớ 3 vị trí ghế ngồi cho vị trí ghế lái, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta có thêm rất là nhiều sự lựa chọn cho những người mà khi chúng ta cầm lái có một cái tư thế lái phù hợp, chúng ta hãy ghi nhớ ở đây. Ví dụ trong gia đình có 3 người thì chúng ta sẽ có một cái vị trí tư thế lái một cách nhanh chóng và phù hợp và an toàn, đúng không ạ? Vâng, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng lên xe để di chuyển với chiếc xe Mercedes E250 2018. Và xe sử dụng là khối động cơ là 2.0 lít. Và một điều đặc biệt, đây là chiếc xe sedan nhưng mà lại sử dụng là hệ thống dẫn động cầu sau. Xin mời quý anh chị. Vâng, với chiếc Mercedes E250 hay những chiếc Mercedes thì chúng ta có thể nhìn thấy là hệ thống cần số của những chiếc xe Mercedes được bố trí ở phía bên khu vực là, nếu như với một số xe khác thì đó chính là hệ thống là cần gạt mưa, đúng không ạ? Và như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là cái việc mà di chuyển cần số cũng trở nên là khác hơn so với các dòng xe khác, đúng không ạ? Điểm nữa chúng ta có thể nhìn thấy ở bên này đó chính là hệ thống gạt mưa của chiếc xe cũng được bố trí sang bên phía tay trái chứ không phải là bên phía tay phải như các xe thông thường. Một điểm nữa khi chúng ta nói về hệ thống gạt mưa thì trên chiếc xe Mercedes E250 này thì chúng ta thấy được rằng là hệ thống gạt mưa là tự động, đúng không? Và cái điểm nữa là sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gạt mưa phù hợp với cả là lượng mưa ở trên khu vực là chúng ta di chuyển. Và ngay lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy là xe được trang bị hệ thống là Eco và Start Top. Có nghĩa là trong trường hợp khi chúng ta dừng ở đèn xanh đèn đỏ thì hệ thống sẽ tự động là ngắt một phần động cơ, đúng không ạ? Để giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu cũng như là điều chỉnh hệ thống là điều hòa ở trong xe. Đây cũng là một trong tính năng mà được trang bị giúp cho chiếc Mercedes của chúng ta trở nên là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và với mức tiêu hao nhiên liệu công bố của nhà sản xuất thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe Mercedes này di chuyển ở 100 km đường hỗn hợp mất độ khoảng tầm là 7 lít xăng. Vâng, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho một chiếc xe hạng sang, đúng không ạ? Và với chiếc xe 2018 thì chúng ta có thể thấy là việc đi qua các cái gờ giảm tốc ở trên con đường này chúng ta thấy là vẫn còn rất là ổn định, đúng không ạ? Và với giá công bố vào thời điểm ra mắt 2018 thì chiếc Mercedes E250 này đâu đó nó khoảng là 2 tỷ 4, đúng không ạ? Khoảng 2 tỷ 4, đó là giá công bố vào thời điểm 2018. Còn chiếc xe đang bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto là bao nhiêu? Anh chị hãy cùng với Trung Thực Auto trải nghiệm và chúng tôi sẽ báo giá cho quý anh chị về mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe E250 này. Và ngay lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe cũng có rất là nhiều tính năng an toàn, như là chúng ta hãy kiểm tra hệ thống áp suất lốp. Vâng, với cái việc là chữ viết rất là trực quan màu đỏ, đúng không ạ? Và như vậy là người lái dễ dàng kiểm soát được hệ thống áp suất lốp của chiếc xe để đưa ra cái hành động kịp thời để giảm thiểu những trường hợp là không may xảy ra đối với cả lốp xe. Điểm nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị khi ngồi trên chiếc xe Mercedes đó chính là hệ thống bảng điều khiển Touchpad, giúp cho việc là chúng ta có thể điều chỉnh tương tác với hệ thống là màn hình của xe là trở nên là dễ dàng cũng như là phong cách, và với các núm xoay trở nên là dễ dàng hơn, đúng không ạ? Không những vậy thì việc là hệ thống âm thanh cũng được điều chỉnh tăng giảm bằng núm xoay này cũng rất là đơn giản, đúng không ạ? Và đâu đó chúng ta gọi là ở cái vị trí là bệ tì tay này, chúng ta cũng dễ dàng điều chỉnh hệ thống âm lượng của xe, đúng không ạ? Một cách dễ dàng.
Một điều khá thú vị ở trên chiếc xe này đó chính là chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về tính năng, đó là tính năng Active Parking Assist tích hợp với cả Parktronic và dò tìm không gian đỗ xe phù hợp. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tính năng này tại khu vực là bãi đỗ xe ở khu vực là của tòa nhà Skylake, đúng không ạ? Và với việc là tính năng này được hỗ trợ thì giúp cho việc tìm chỗ đỗ xe phù hợp trở nên là dễ dàng hơn. Quý anh chị có thể nhìn thấy phía đằng trước của chúng ta đang có rất nhiều chỗ đỗ. Và với tính năng này sẽ đo xem là khoảng cách này của chúng ta sẽ có đỗ được chiếc xe này hay không. Và chúng ta hãy xem. Như vậy vừa rồi chúng tôi đã đi qua thì chiếc xe cho thấy là không có phải là vị trí đỗ phù hợp. Và đây, đó chính là vị trí đỗ. Và chúng ta hãy dừng xe và cho chiếc xe vào chỗ đỗ. Như vậy là sẽ không còn cái việc là chúng ta sẽ phải là căn chỉnh xem là chiếc xe này là có đỗ được vào chỗ đấy hay không, đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa, với việc là camera sẽ hướng theo cái bánh lái thì sẽ giúp cho việc là chúng ta sẽ trở nên là căn chỉnh việc vào đỗ xe ở vào chuồng là trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Đó. Như vậy là chúng ta vừa thấy là cái việc mà chúng ta tìm được cái chỗ đỗ phù hợp rất là dễ dàng với cái tính năng là parking assist ở trên chiếc xe Mercedes E250. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng là di chuyển ra khỏi khu vực đỗ xe với hệ thống là cam view sau rất là sắc nét, đúng không ạ? Cũng như là cái góc đặt bánh xe với hệ thống cảm biến xung quanh xe sẽ giúp cho việc chúng ta ra khỏi chỗ đỗ cũng hết sức là dễ dàng, đúng không ạ? Rồi, chúng ta hãy cùng ra. À, hệ thống cảm biến hoạt động rất là hiệu quả. Và ngay lúc này chúng ta thấy việc ra xe của chúng ta ở khu vực đỗ xe trở nên là dễ dàng và đơn giản. Điều này thì có thể nói là với những thành phố lớn như ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm một chỗ đỗ xe phù hợp và một cách nhanh chóng, bởi vì ở đây là chúng tôi muốn nói cái sự nhanh chóng, đó là chúng ta sẽ tìm thấy được là cái không gian đỗ xe có đủ để xem xe chúng ta có vào được hay không, để giúp cho cái việc là đỗ xe trở nên là nhanh hơn. Rồi quay trở lại với chiếc xe thì chúng ta có thể nhìn thấy không gian khoang nội thất của chiếc xe được thiết kế đó là màu được chất liệu là ghế da và màu nâu, đúng không ạ? Tất cả các chi tiết từ là bảng táp lô cho đến là vị trí ghế da, tất cả mọi cái cho đến tay lái của chúng ta đều là màu nâu, đúng không ạ? Đó. Và tay lái của chiếc xe này thì được thiết kế là với lẫy chuyển số trên vô lăng, đúng không ạ? Và xe được sử dụng là động cơ 2.0, đúng không ạ? Và hộp số của chiếc xe này đó là hộp số tự động 9 cấp G-Tronic, giúp cho chúng ta có được là cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng trở nên là mạnh mẽ, đúng không ạ? Gương chiếu hậu trong xe cũng tự động chống chói. Đó. Điều này cũng giúp cho chúng ta là trong quá trình di chuyển ban đêm thì sẽ chủ động hơn trong cái việc là giảm thiểu được cái ánh sáng bị chói mắt vào người đi đường vào người lái xe, đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa thì với màn hình ở của chiếc xe này chúng ta có thể nhìn thấy này, chúng ta sẽ có điều khiển được là rất nhiều các cái thông tin tính năng ở trên này. Chúng ta có thể sử dụng thông qua núm xoay này và điều chỉnh đến các cái thông số mà chúng ta cần kết nối một cách dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh hệ thống điều hòa, đúng không ạ? Điều hòa nhiệt độ ở trên xe, chúng ta có thể kích hoạt chế độ là SINC, đúng không ạ? Hay là ion hóa, và tất cả chế độ điều hòa ở đây chúng ta có thể là chủ động và hay tạo mùi hương thơm, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là một chiếc xe hạng sang của nhà Mercedes có rất nhiều tính năng đấy, tạo mùi hương thơm. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, trong này chúng ta sẽ có thấy là cái lọ nước hoa này ạ. Đấy, nước hoa Mercedes. Và với lọ nước hoa này thì sẽ làm cho cái không gian của trong xe trở lên là làm sao nhỉ? Rất là dịu theo cái màu, cái mùi mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Đó. Và ngay trong lúc này thì quý anh chị có thể thấy là để ra được những sản phẩm, những ấn phẩm để quảng cáo giới thiệu tới quý anh chị thì anh em chúng tôi đang phải ngồi trong một chiếc xe mà không được bật điều hòa, đúng không ạ? Rất là nóng. Và lúc này thì bạn quay phim nó thực sự là ướt hết áo rồi. Nhưng không sao, điều quan trọng đó chính là chúng tôi nhận được sự yêu mến và yêu quý và ủng hộ của quý anh chị với mỗi ấn phẩm của chúng tôi. Và rất hy vọng rằng anh chị sẽ là những người xem hết cuốn video này của Trung Thực Auto. Và tiếp tục thì chúng ta quay trở lại với không gian khoang nội thất của chiếc xe Mercedes thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe được thiết kế với các chi tiết ốp gỗ vàng tối màu này. Đúng không ạ? Và điều này thì đâu đó thì theo chúng tôi thì nó sẽ làm là trong quá trình di chuyển thì nó sẽ không tạo ra cái sự phản ngược ánh sáng đối với cả những người ngồi trong xe, đúng không ạ? Với các chi tiết ốp gỗ này. Và cái điểm nữa là với cái hệ thống mà cửa gió điều hòa chúng ta cũng nhìn thấy nó giống như ở đâu đó là trên cái khu vực là máy bay, đúng không nhỉ? Nó la lá vậy nhỉ? Theo tôi là như vậy. Và hệ thống cửa gió điều hòa cũng được thiết kế là đóng mở và thông qua núm xoay này,
Và vừa rồi tôi có giới thiệu với cả quý anh chị đó tính năng là Eco Startup ấy. Tuy nhiên là với tính năng này thì chúng ta đi ở trong phố thì theo chúng tôi là chúng ta nên tắt đi. Bởi vì với việc sử dụng tính năng này nhiều thì cái việc mà tắt và khởi động động cơ liên tục nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy, đúng không ạ? Mặc dù cái tính năng này là nhà sản xuất muốn đưa vào để cho chúng ta là giúp cho tiết kiệm nhiên liệu. Rồi chúng ta tiếp tục quay trở lại với cả màn hình của chiếc xe. Thì chúng ta ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy dynamics về cấu hình. Đấy, lúc này chúng ta có thể quan sát là một người xe là chúng ta nhìn thấy là một cái thông số là hiển thị rất là trực quan, đúng không ạ? Rồi là động cơ, rồi là hệ thống treo của xe. Rồi chúng ta hãy cùng đến với cả thông số của động cơ, đúng không ạ? Một điểm nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy là trên những chiếc xe chúng tôi chỉ giới thiệu là chiếc xe này được trang bị động cơ là như thế nào, hộp số ra làm sao và có thể tạo ra công suất như thế nào. Đó là những con số. Nhưng ở trên chiếc này, chiếc Mercedes E250 này, bạn hoàn toàn có thể trực quan. Bên này, đó chính là công suất mà chúng tôi đang di chuyển, là hiện nay là công suất của chiếc xe, của động cơ chúng ta đang tạo ra bao nhiêu và mô men xoắn của chiếc xe này là như thế nào. Rồi bên cạnh đó nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là ắc quy của chúng ta đang ở là nguồn điện là bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Và cái nữa là nhiệt độ nước là mát, rất trực quan. Một trang bị khá ấn tượng ở trong khu vực không gian khoang cabin của chiếc xe Mercedes này mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị đó chính là được trang bị, đó là giải viền đèn nội thất LED lên tới là 64 màu. Khi mà chúng ta vào khu vực điều khiển phương tiện thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ điều chỉnh được là cài đặt đèn. Và theo cái sở thích của chúng ta có thể cài đặt đèn trang trí nội thất nhiều màu, chỉnh vùng độ sáng như thế nào, hiệu ứng ra làm sao, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đó, công cụ rất trực quan. Vùng độ sáng chúng ta có thể điều chỉnh hay không, nhiều màu hay ít màu, đúng không ạ? Và điều này sẽ giúp cho chủ nhân là của chúng ta là trong trường hợp mà khi mà chúng ta bước vào không gian khoang nội thất thì của những chiếc xe Mercedes đã sang trọng rồi lại còn thực sự là thú vị, đúng không ạ? Với cái hệ thống đèn màu trang trí kết hợp với cả 13 lambo thì có thể nói là không gian của chiếc xe Mercedes E250 trở nên thực sự thú vị. Và đặc biệt nó sẽ càng thú vị hơn vào những đêm trăng sáng cũng như là những trời mưa bay bay chút xíu với cả cửa sổ trời đã được trang bị trên xe. Đó. Và nếu như ai đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi chúng ta ngồi ở hàng ghế phía đằng sau thì đó thực sự là chiếc xe Mercedes này thiết kế cho là khu vực là không gian dành cho là hàng ghế của ông chủ thực sự, đúng không? Không gian thì rộng rãi, đúng không? Và riêng tư. Rèm che nắng phía đằng sau, và chúng ta có thể là điều chỉnh rèm che nắng phía đằng sau, đúng không? Như trời nắng như thế này thì chúng ta có rèm che nắng phía đằng sau, đúng không? Chúng ta có thể dễ dàng hạ xuống, rồi chúng ta có thể là đưa lên, và rèm che nắng bên hông. Tất cả những điều này giúp cho chúng ta có một không gian hàng ghế phía đằng sau thực sự là mát mẻ. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng di chuyển trên cung đường nội đô để chúng ta xem cái khả năng tăng tốc của chiếc Mercedes E250 dung tích xi lanh là 2.0 lít. Vâng, chúng ta hãy cùng cảm giác tăng tốc. Với hệ thống là dẫn động cầu sau thì chúng tôi cảm giác như là ngồi là dính lưng ghế luôn. Vâng, chiếc xe lướt đi một cách nhẹ nhàng. Và lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy là với hệ thống trợ lực lái Direct sẽ giúp cho là hệ thống tay lái của chiếc xe Mercedes này trở nên là đầm chắc hơn khi chúng ta chạy tốc độ cao. Nhưng ngược lại thì lại là sẽ là nhẹ nhàng khi chúng ta là di chuyển ở tốc độ thấp. Đây là một điểm là khá thú vị khi với những ai cầm lái về chiếc xe Mercedes E250 này. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng với cả Trung Thực Auto trải nghiệm về cái tính ổn định của chiếc xe này khi được trang bị cái tính năng an toàn như hệ thống ổn định thân xe, và chúng ta sang vào cua trong cái tốc độ khoảng tầm là 60-70 km/h như nào, đúng không ạ? À, tuyệt vời, ổn định luôn, đúng không ạ? Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa cùng cả Trung Thực Auto trải nghiệm về chiếc xe Mercedes A250 sản xuất 2018 và chiếc xe mang biển Hà Nội. Và sau đây, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về ngoại thất của chiếc xe 2018 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Đầu tiên, chúng ta nhìn thấy phần đầu xe, đó chính là điểm nổi bật ở giữa, đó là ngôi sao ba cánh được thiết kế to bản cũng như là với các cái lan ngang tạo dáng vẻ thể thao khỏe khoắn cho chiếc xe E250 sản xuất 2018
Cụm đèn pha cũng được thiết kế là tinh tế hơn và vuốt vào phía đằng sau, đúng không ạ? Với hệ thống cụm đèn ở đây, với những chiếc xe Mercedes thì hệ thống đèn pha được trang bị đó chính là chiếc Mercedes này được trang bị đó là bóng đèn pha LED, và với các giải đèn sáng LED được thiết kế rất là cách điệu, tạo dáng vẻ là trẻ trung cho chiếc xe Mercedes A250. Và đây là hệ thống là multi beam LED, là một trong những hệ thống chiếu sáng nổi tiếng của nhà Mercedes, giúp cho những chiếc xe của chúng ta có được những ánh sáng quan sát tốt nhất khi di chuyển vào ban đêm. Và năm 2018 thì những chiếc xe Mercedes E250 này chúng ta có thể nhìn thấy đó là sự thay đổi về mặt thiết kế. Đó là các chi tiết được thiết kế là thanh thoát hơn và sang trọng hơn. Bên cạnh đó nữa thì ở phần đầu xe chúng ta có thể nhìn thấy là vừa rồi qua quá trình trải nghiệm, cái hệ thống cảm biến của chiếc xe hoạt động rất là nhạy, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe được trang bị bao nhiêu cảm biến ở phía đằng trước đấy ạ. Vâng, rất nhiều. Chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta thấy là có tới 6 cảm biến ở phía đằng trước. Cho nên cái việc mà chúng ta có thể nhìn thấy là cái việc mà di chuyển ở trên điều kiện đường xá đông đúc như ở Hà Nội hay những thành phố lớn, với một chiếc xe Mercedes E250 này, chúng ta hoàn toàn có thể là tự tin để cầm lái nó. Và phần hông xe thì với chiếc Mercedes E250 này thì chúng ta có thể nhìn thấy toát lên nó là cái phong cách thiết kế là sang trọng và thể thao. Ở đây đó chính là la răng 5 chấu. Vâng, la răng 5 chấu được thiết kế là ở trên chiếc Mercedes này, với đường kính la răng lên tới là 18 inch, tạo vẻ khỏe khoắn ở phần hông xe. Và phần hông xe của chiếc xe này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe được trang bị là gương chỉnh điện gập điện này, và có tính năng là tự động khi chúng ta là đóng cửa xe vào bằng khóa cửa, và cái này nó sẽ tự động là gập lại. Và thị trường của gương thì cũng được thiết kế là chia làm hai vùng thị trường, giúp cho cái việc quan sát của chúng ta là ở trong quá trình di chuyển ở khu vực là phía sau xe của chúng ta cũng trở nên là dễ dàng hơn. Và E250 cũng được trang bị đó là đèn chào mừng, giúp cho việc lên xuống xe của chúng ta vào buổi tối trở nên là dễ dàng hơn. Và không những vậy thì chiếc xe mà đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chiếc xe còn được trang bị đó tính năng là cửa hít. Và đây là một tính năng mà chúng ta có thể thấy là giúp cho chúng ta khi sử dụng những chiếc xe này sẽ trở nên là thanh lịch, lịch sự, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đóng cửa rất là nhẹ nhàng thì hệ thống cửa sẽ tự động là đóng kín cho chúng ta, đúng không ạ? Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy là với chiếc Mercedes E250 thì với các chi tiết ở đây là được thiết kế là bọc da. Vâng, màu da đây là màu nâu, đúng không ạ? Và hàng ghế thứ hai đó là được trang bị là rèm che nắng bên hông cũng như là rèm che nắng phía đằng sau, giúp cho không gian của hàng ghế thứ hai trở nên là kín đáo cũng như là riêng tư hơn. Và đặc biệt là nếu như vào điều kiện là thời tiết là mùa hè thì chiếc xe cũng trở nên là mát mẻ hơn ở khu vực không gian khoang thứ hai. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa, chúng ta có thể thấy là hệ thống điều hòa với cửa gió điều hòa tới ở phía đằng sau, và chúng ta có hai vị trí có cửa gió ở đây, đúng không ạ? Giúp cho người ngồi đằng sau nhé, có một cái không gian điều hòa thực sự là mát mẻ vào mùa hè, đúng không ạ? Và hệ thống âm thanh thì chúng ta có thể nhìn thấy là trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì chúng tôi chưa thể cho quý anh chị cảm nhận được, bởi vì là đôi khi nó cũng do bị ảnh hưởng âm thanh của bản quyền, đúng không ạ? Nhưng với một chiếc xe Mercedes E250 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì xe được trang bị đây là loa nguyên bản theo xe, 18 loa Bose. Quý anh chị có thể nhìn thấy với không gian của chiếc xe Mercedes E250 này mà vừa trang bị với hệ thống âm thanh là 18 loa Bose thì sẽ giúp cho chúng ta có được với cái không gian âm nhạc thực sự là thú vị, đúng không ạ? Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển đến phần cốp xe. Ở phần cốp xe thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe Mercedes E250 được thiết kế là với đuôi bô kép với các chi tiết là mạ chrome. Chúng ta đã nhìn thấy là cái tính khí động học cũng như là kiểu dáng thể thao ở trên chiếc xe Mercedes E250 2018 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và về hệ thống cảm biến thì chúng ta có thể nhìn thấy là tới 6 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía đằng sau. Đây là những tính năng mà sẽ giúp cho cái việc là di chuyển của chúng ta là trở nên cực kỳ là dễ dàng. Và cái nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là trong quá trình mà khi chúng ta lùi xe thì hệ thống camera của chiếc xe Mercedes này, phần camera lùi thực sự là sắc nét. Cho nên cái việc mà lùi xe của chúng ta ở các khu vực là khi chúng ta lùi thì thực sự là trở nên là an toàn, đúng không ạ? Và dễ dàng. Cốp của chiếc xe là cốp mở điện. Và đây chính là không gian khoang chứa đồ của chiếc xe Mercedes E250. Và chiếc xe cũng đã được chủ cũ chăm chút giữ gìn khi mà ở phần cốp sau có được trang bị là bộ thảm. Vâng, bộ thảm đây như theo chúng tôi thì đây gọi là bộ thảm 3D, đúng không ạ?
giúp cho việc là chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh khu vực không gian khoang hành lý của chúng ta trở nên là dễ dàng hơn, đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa, ở góc quay này chúng ta có thể nhìn thấy hàng ghế phía đằng sau với việc gập lưng ghế được và một cách rất là linh hoạt với tỷ lệ là 40 20 và 40, có nghĩa là chúng ta sẽ có việc gập ghế nó sẽ phù hợp với cái việc mà trong quá trình di chuyển chúng ta cần gập ghế là như thế nào. Vâng, và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực khoang động cơ của chiếc Mercedes E250, đúng không ạ? Và động cơ, hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về tính nguyên bản, chưa tháo dỡ cũng như là chưa đại tu với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và chiếc xe Mercedes E250 sản xuất 2018 sử dụng là động cơ xăng và là 4 máy thẳng hàng với dung tích xi lanh là 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động là 9 cấp G-tronic, giúp cho chiếc xe của Mercedes này trở nên là vận hành là mạnh mẽ, đúng không ạ? Không những vậy thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Mercedes E250 sản xuất năm 2018 này cũng thực sự là ấn tượng. Theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc xe Mercedes đâu đó là đi ở trên đường kết hợp thì hết khoảng tầm 9 lít cho 100 km, và chúng ta đi trong đô thị thì khoảng 12 lít, và nếu như chúng ta đi ngoài đô thị thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chỉ đâu đó là khoảng tầm 7 lít cho 100 km khi chúng ta di chuyển ngoài đô thị. Thực sự là một chiếc xe là hạng sang, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại cho chúng ta những giá trị vô hình khi chúng ta sở hữu chiếc xe Mercedes E250 tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và khu vực không gian khoang động cơ chúng ta có thể nhìn thấy là ở lắp capo của chiếc xe này cũng đã được trang bị là thanh chống thủy lực, giúp cho việc mở lắp capo của chúng ta trở nên là dễ dàng hơn. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị hai điều. Thứ nhất đó là về chất lượng, đó là chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu, khung gầm, chassis, không ngập nước. Và về giấy tờ, đó là chiếc xe là minh bạch, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không còn nguội. Tất cả những điều trên thì Trung Thực Auto sẽ cam kết với quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Không những vậy thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những gói vay tài chính lên tới 70% và với mức lãi suất ưu đãi đến từ các ngân hàng đối tác của Trung Thực Auto. Thủ tục như thế nào, cần chuẩn bị những gì, anh chị hãy liên hệ ngay được nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn, giúp cho anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và 1.775 tỷ, đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Mercedes E250 sản xuất năm 2018, có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển Hà Nội. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom của Trung Thực Auto tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, và cũng như là cùng được sự đồng hành, chia sẻ của quý anh chị trong mỗi sản phẩm, mỗi ấn phẩm của Trung Thực Auto, để chúng tôi mỗi ngày có thể hoàn thiện hơn cũng như là cách truyền tải cũng như là giới thiệu tới quý anh chị một cách đầy đủ nhất về các sản phẩm mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý anh chị. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video, và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán cũng như là trải nghiệm những chiếc xe đang có mặt tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.